Mình ăn thế này có gọi là heo thì không nhỉ? Mình đang xoáy sợi rau cải thảo. Mình đang trần qua bún cho nóng. Mình đang trần qua cải thảo cho chín. Mình vừa đổ bún ra bát, bây giờ mình sẽ gắp một ít rau để ở cái bên cạnh. Giờ mình sẽ lấy chả đan nem đã nướng xong. Chào mọi người nha, giờ mình sẽ ăn chả của bà ngoại mình làm nào. Quên nước chấm. Rất là ngon luôn. Tiêu, có vị của tiêu này. Thịt rất là ngon. Cà rốt này, mộc nhĩ này. Đi vào cổ họng luôn. Một chút rau nữa. Rau rất là ngọt. Ăn bún chấm nước mắm ngon quá. Bún đang nóng hổi nữa. Rau nóng, chả nóng, bún nóng. Mọi người thấy bún nóng hổi không? Bún nóng hổi, rau nóng hổi. Ăn kiểu này không khác gì như kiểu đang ăn bún thịt nướng ấy. Vì có nước mắm để trộn đúng không? Bún nóng xong rồi ớt cay quá. Hành tỏi cũng rất là cay luôn. Cay quá, cay quá. Cay nhưng mà rất là ngon. Bún nóng quá. Mình đè lớp rau lên lên bún ý, thế nên là bún rất là nóng. Nước mắm này lại cay nữa. Cay quá. Quên miếng nước chấm. Chào mọi người nha.